chó đứng yên coi trời. Đứng yên nè. Đó. Cái túi đời cái. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một cái game đó là Long Võ. Cái này không có GM, không có thâu này nọ nha. Nó là vô khẳng luôn, là ở trong game luôn, phi trong game luôn nha các bạn. Đây, đầu tiên mình nhập cái tên đăng nhập ha. Ok, vào game ha. Có một server nè. Mở tiếng đồ lên cho anh em nghe. Đa số anh em là thích cầm kiếm ha. Đặt tên game ha. Thì đáng lý ra là hôm nay mình làm sớm cho anh em, nhưng mà bên nhà mạng nó bị lỗi sự cố cáp quang biển què rất đẻ gì á, nên là mình không có thể làm cái game kia được. Và một số game mình không có thể làm được luôn. Server nó không có đi được, nó bị chặn server quốc tế rồi. Thì mình sẽ trong thời gian sắp tới chắc mình sẽ làm game về mod free hack này nọ cho anh em nha. Còn những bản game này thì chừng nào cáp quang nó ổn thì mình sẽ làm, mình làm sang kẻ cho các bạn. Game thì bây giờ mình có rất là nhiều, thâu GM, full GM, free GM này nọ, nhiều lắm, nhưng mà bị chặn IP hết rồi, không vào được. Lúc được lúc không, nên mình cũng không muốn để anh em mà phải phiền, nên mình từ từ mình làm đó. Phải chia sẻ chút xíu vậy thôi, bây giờ vào game nha. Hiện tại thì server này mình thấy là chơi ok đó các bạn. Nó ít bị giật lắc hay là bị mất kết nối server này nọ. Đó. Bỏ đi, đừng có quan tâm. Bỏ đi. Đây nè các bạn. Cái phần phi này nằm đây nè. Đó. Free hết đây ha. Còn gì nữa đâu. 1, 2, tại rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 triệu. Còn này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 triệu. Còn bạc là hỏi tính ha. Bộ VIP nó chưa cho. Mình còn cái bản là thâu GM nha các bạn. Mà cái bản đó hiện tại là server đang lắc, với lại mình có bát GM luôn.
anh em nào muốn chơi thì cứ liên hệ hoặc để comment ở dưới ha. Còn hiện tại thì chúng ta chơi đỡ server này trước đi. Đây, mua bạc ở đây nè các bạn. Tất cả được mua bằng tiền ha. Có tiền là có tất cả. Đó. Ngoại trang này nọ nè, trang phục nè. Đó, pet, chó, mèo, què đẻ gì đó. Đầy đủ. Đù, cửa chó đi nè. Vãi chứ. Tính ra cái bản này chơi cũng ngon đó anh em ơi. Thấy server nè, không có lắc này nọ ha. Ồ. Giết luôn già nè. Ừ. Một phát đi tâm. Con chó đứng yên coi trời. Đứng yên nè. Đó. Cái túi rồi. Này không phải cái túi. Túi đây. Như túi đây phải không? Đây túi nè. Level 15 mới xài được các bạn. Sorry. Này 15 luôn. Này 15 luôn. Chạy nhiệm vụ lên level 15 thôi. Tâm sự mỏng với anh em luôn là hiện tại là mình cũng có một số con game mod hack này nọ. Nếu anh em nào muốn chơi thì hãy đăng ký kênh của mình ha. Nhỏ núp dưới váy của bà này rồi. Đậu xanh không uống. Ê, đủ rồi nè các bạn. Đủ rồi, đủ cấp nè các bạn. Đó, được cái ngoại trang. Đâu rồi? Má nó mà không cho ngoại trang cho tôi giết nữa quá. Gì vậy ba? Má mua bộ đồ luôn rồi ta. Đậu xanh rau muống mắm tôm. Đâu rồi? Bộ đó là bộ gì ta? À này là cái khuôn mặt. Còn cái áo là cái áo màu cam. Đây cái áo màu cam nè. Nhìn như tù vậy. Thiệt chứ. Ờ cái áo này coi đẹp hơn nè. Đậu xanh. Cái áo, còn đây là cái mặt hả? Ủa này là cái set hả? Còn đây là gương mặt. Mặt nào cũng được, mặt móc, mặt gì cũng được, kệ mẹ nó đi, mệt quá. Áo đẹp là được rồi. Tất cả cũng được mua bằng tiền nha các bạn. Không có gì khác với bản thường hết. Nên các bạn cứ việc chơi ha.
Có cân đảo vân nữa hả? Đồ cái con mèo nè, trời ơi như con gái vậy. Thôi game tới đây thôi nha, chào tạm biệt tất cả các bạn, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. À, thông cảm cho mình nha, tại vì bị lỗi sự cố đứt cáp quang biển què đó đẻ vậy, nên các bạn tạm thời nếu mà mình up game lâu chậm hoặc trễ thì các bạn thông cảm nha. Như cái quần què. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo, là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.